xin thưa bà con, hôm nay chạy chuồng quế Hai Ngôn, Vĩnh Long. Tôi là Hai Ngôn, tôi đi giao 2 tấn phân chuồng quế cho một đứa em là tên là Trung Hiếu. Bà con thấy đây là vườn lan Trung Hiếu ở khóm An Tài, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp ha. Thì bà con thấy cái vườn lan của em đây, thì em Hiếu này có mua của tôi là cái phân chuồng quế. Lần thứ này nữa là lần thứ hai rồi, mỗi một lần thì em sẽ mua 2 tấn để em bón vô cái cây hoa lan nè, rồi cây bông sứ nè ha. Bà con thấy đây những cái này là những cái thành công của em dùng cái phân chuồng quế để em bón cho cái vườn lan và vườn sứ của em. Thì bà con thấy đây là vườn lan của em, hoa lan. Thế bà con thấy cái dạo này thì nó chưa có cái bông nhiều, tại vì hỏi em thì em nói để em đang chuẩn bị làm cành làm tán gì để cho nó qua cái gần Tết nó có bông được nhiều. Thì bà con thấy cái vườn lan đi, bà con đi với tôi qua đây thì cái xe đây, bà con thấy cái xe tôi ở 2 tấn bông chuồng quế đây, bà con thấy đây ha. Để tôi xin trao đổi với em Hiếu một chút xíu bà con nha. Hiếu, em cho anh biết cái thông tin là em sử dụng cái phân chuồng quế này vô cây lan với cái cây sứ của em, thấy cái hiệu quả nó sao Hiếu? Tốt hả? Dạ hả? Rất tốt. Dạ. Thì bà con thấy đây, em Hiếu đã qua sử dụng rồi thì em Hiếu nó là rất là tốt, nhưng điều phải biết bón đúng cách nha bà con. Thì bà con thấy em Hiếu này đang xuống cái phân trên xe của tôi, tôi nhờ xe của anh Tuấn. Thì cái xe này là chở 2 tấn, bà con thấy nha. Thì những cái thông tin và cái chia sẻ này thì bà con dùng cái vùng thị xã Hồng Ngự, Tân Hồng mà có xài lan giống là chứ cùi giống gì thì cứ liên hệ với tôi ha, rồi tôi cho cái số điện thoại của em Hiếu, bà con đến chỗ em Hiếu bà con mua, rồi em Hiếu sẽ tư vấn và chỉ cách cho bà con làm trồng để nó đạt cái hiệu quả cái vườn của mình tốt nhất nha bà con. Tôi xin chúc bà con một ngày nghỉ bữa nay 29 tây, chúc bà con được nhiều sức khỏe trong một cái ngày mới. Các bà con thấy đây là để cái bảng này là ngay chân cái dòng xây về Hồng Ngự nha bà con, đường về Hồng Ngự, đường về Tân Hồng. Thì bà con thấy đây là cái vườn lan nè, bà con thấy đây là vườn lan Trung Hiếu. Tôi xin